Xóa tôi gọi video trầm cảm đi. Béo. Xóa đi. Bố ơi. Ơ. Cái thằng này. À. Quay lại. Cứ đang nhầm. Quay lại. Quay lại. Thế thì kiếm tiền đi người tao. Quay lại. Tao chưa mới trả mấy cái đánh đâu. Khá người ta rồi thôi. Chú Nguyên đuổi ra kìa mọi người. Ok, xin chào các bạn nha, mình là Nguyên đây. Thì các bạn ơi, Điệp có đang ở dưới đuổi mình các bạn ạ. Đây này. Ôi kìa, ông làm cái gì? Ôi dồi ôi. Lên ngay ông chó kìa. Không biết đâu. Ôi dồi. Hello Điệp. Điệp ơi, Điệp. Điệp ơi. Chó nó gọi lên. Giơ tay cười chụp kiểu ảnh cái. Đi chú nó phang một cái đầu ấy là đi đâu. Ui nóng quá các bạn ơi. Hoa. Dự thang vào nhá, đừng hạ thang xuống. Không hạ đâu bạn ơi. Ui các bạn nhìn mồ hôi mình chảy này. Đi. Ta đéo xuống này. Giờ nó xem cái trên mình chơi bao lâu. Tao ở đây tối, ở lúc mẹ về thôi. Mẹ về thì tao bảo mẹ. Ừ. Dặn rơi thang ấy Hóa ơi. Ui giời. Vừa đập tivi xong đã ấy rồi à? Này còn đánh anh à? Vớ va vớ vẩn. Đi đâu rồi mình Nguyên à? Đã đập tivi rồi thôi chứ còn đòi đánh anh à? Vớ vẩn thật. Ui giời, cáu gì, cú gì. Bố mày cày mày nắm rồi đấy nhưng mà bố mày không làm gì được. Ui. Ui. Nhắm xuống tay mình các bạn ạ, tí bay điện thoại. À thật ý, thôi. Đi vào Hoa, đi vào đây. Ui, Điệp bọn em chuẩn nhờ. Hoa, tí bay điện thoại. Sợ quá các bạn ạ. Sợ thật đấy. Đâu rồi, Điệp đâu rồi. Ui, đéo xuống ngay. Ui, dậy. Ai, ui, vào tay rồi mẹ. Sợ tay, rách tay. Xuống. Đéo xuống ngay. Tắm cho Điệp ơi. Điệp ơi. Có gì xuống anh em mình từ từ nói. Ừ. Nhưng mà xuống làm gì? Mày xuống không ai cho anh một trận rồi nghỉ. Ê quay. Đánh trận nghỉ nghe. Chơi vậy ai trên lại? Bước xuống. Em qua bỏ thang xuống. Hả? Bỏ thang xuống đi không đánh. Mày bỏ xuống giờ lên đánh sao? Em không đánh thì mà được. Thôi đánh bạn Nguyên Anh kìa. Thế mày đánh ai? Đánh thằng nào cầm mấy quay đánh. Ngoài cầm mấy quay đi. Cầm mấy quay. Chú đánh tao sao? Gì? Chú Điệp đánh bạn sao? Cái gì cơ? Cái gì? Xóa nha anh. Nhưng bây giờ tao không thích xóa được không? Mày xóa tao bỏ qua thôi. Tao không xóa này. Bây giờ cái video nhiều view thì bảo xóa, xóa được. Ủa đấy. À, ôi. Đấy. Xuống. Eo eo, đầy eo eo sắc, béo. Chó gì? Mệt không? Mệt tao nghỉ đi. Yêu nước, ta chỉ tiếp. A few moments later. Ai thế đúng khá lắm Nguyên ạ. Cái gì vậy? Chúng em tính. Đối trả với chảm không? Ra nước trên đấy mày nên ra được. Tùy chúng em lấy bạn cũng được cái. Mày thua đấy. Nào. Mày thua cho uống nước rồi tao đánh một trận. Không. Uống. Có. Thôi. Đéo. Thôi thôi. Này, tao thà chịu đói chịu khát đây mẹ về còn hơn là mẹ mày xuống ngay để mày đánh. Ok. Mày lại cho tao một tí. Anh đã chờ tao tí. Chờ tao tí. Đến hài các bạn ạ. Cho mà cất chai nước ấy. Đâu rồi? Tí... Thằng này... Thôi tí xuống rồi gì nhỉ? Hả? Tí xuống rồi gì? Đợi mẹ tao về xong rồi... xuống. Có mẹ tao ở nhà không sợ. Sợ hơi lâu ấy. Cùng lắm đợi 3 tiếng nữa chứ mấy. Thế chịu khát 3 tiếng nữa à? Gì? Chú Điệp ác này. Ác hay không thì cũng kệ thôi. Nói chung là... cái hoàn cảnh của mình nó đã vậy rồi thì chấp nhận. Chịu khát tao chứ. Điệp nó bảo là nó không đánh mày đây. Ừ. Kia đâu? Ui. Đấy. Thằng kia đâu? Cứ nghe tiếng là sợ gì. Ui gì vậy? Gì vậy? Gì đấy? Đồ ăn cho mà có gì đâu. Ăn đâu? Hả? Ăn đâu? Có không? Đúng. Ở đâu ấy? Mày mới mua. Mày mua? Mày mua thằng sáng mày để thử mày sao? Thế đúng. Điệp ơi Điệp, có gì anh em mình từ từ thương lượng không? Ừ. À. Bác đáp này Điệp ơi. Em dai. Có gì anh em mình từ từ thương lượng nhá. Chưa. Nhưng mà video không xóa được đâu. Bây giờ đây bố ơi. Bây giờ Điệp có cái cớ là xóa video thì nó đánh con này. Bố ơi. Bố thoải mái, bố chẳng làm gì đâu.
Bố đâu rồi? Bố ngồi kia kìa. Ngồi kia kìa. Bắt được bố bỏ mình rồi. Bắt được rồi. Chết rồi. Chết tất cả chúng người rồi. Thơm đi. Chú đẹp ơi, bắt cho anh hớp nào. Xuống đây. Thằng Hòa. Hả? Mày chết đói thế à? Hả? Nhưng mà này khát quá. Khát đấy không gì? Kìa tivi, tivi vất tới kìa. Xác kìa. Như tục của thân như tivi nhỉ? Tội thật đấy. Ngọt quá. Ngọt không? Ngọt chứ. Ngọt uống đi. Xuống đây. Bố mày éo thèm. À, kinh mây. Không thèm mà cho con uống. Không thèm nhưng mà cho con uống. Kìa. Kìa. Số này đây không? Tí bố mày giết mày đấy. Ý mày giết thầy cơ à? Mày dọn lại đi. Mẹ sắp về đấy. Chết dọn lại đi. Này, chốc mẹ về lệnh đòi giá dòng trận chưa? Gọi kia xuống. Xuống làm gì? Mày ở dưới đây bao lâu? Tao bảo là tao ở đến lúc nào mẹ về, ok? Mẹ về chẳng làm gì tích sự gì đâu. Ăn thế. Chốc tao bảo mẹ mày nhìn cái đồ này mẹ mày đọc chết. Cái này chừng 8 đáng bao tiền đâu mà. Có hơn chục triệu thôi mà. Mày làm thì ra tiền đấy. Chú Điệp lại hơi máu ấy. Mày xuống đây nhìn lên. Mày không phải nhìn, nhưng mà tao xuống tao không sao video đâu, ok. Mày tao cứ nhân khúc nào mày kìa, mày ngủ ấy, mày làm gì chứ tập lát TV luôn. Anh nhập, lát bộ mày thích mày luôn xem mày có làm được YouTube không. Tao không cho mày vào phòng tao nữa, ok. Đố mày giữ cái phòng ấy. Ừ, kệ tao. Điện thoại xóa được video thì xóa đi. Béo. Xóa đi tao còn tha. Thôi, tao không cần mày tha, ok. Không cần tha. Biết, xóa đi. Béo. Xóa. Đi. Nhiều mạng bình thường. Bạn sợ lắm. Sợ gì? Mày sợ tao không sợ? Ông kia là đồng mã mày nhá, cứ xuống đây. Ui giời, chết hòa. Chết hòa. Anh em cùng chút cảnh ngộ cái nào. Sống khổ có nhau đúng không? Ờ. Có gì khổ thì mày một mình mày khổ thôi nhá. Ê, anh Hoa. Anh Hoa phải bán người không ấy? Có gì? Bạn có biết khuyên bạn xóa video để đỡ bị đánh không? Ôi anh thích xem anh đánh, bị đánh không? Cái gì? Anh sẽ can em không cho đánh anh Nguyên đâu, yên tâm đi. Tao ơi tưởng mày thích xem tao bị đánh. Không. Tao vừa nghe mày nói thế. Nghe nhầm rồi. Còn anh sẽ can em ra không cho Nguyên đánh Nguyên. À thế. Rồi hai ông mà cầm đồng ngoã mày nhá. Xóa video đi. Thằng kia xóa đi, viết tay tao. Mày nói đi thôi. Đéo dọn được cái tôi ngồi đấy mày nhéo nhéo. Đi đặt bài. Xóa ơi, xóa anh Nguyên. Bố mày đéo xóa ấy. Mày ăn ăn trời à? Tao không ăn ăn trời. Tao ăn ăn nợ quen rồi. Mày kia trêu ai? Tao chỉ ăn ăn nợ thôi. Ok. Thế thì ok không? Tao thích. Mày cho mày lên tiếng à? Bố cái ông chụp nợ này nữa. Ăn cái đéo đi. Ăn cái đéo gì cơ mà? Tao bảo đó. Tao bảo tao ăn ăn nợ này. Cay vậy. Ê, điểm nợ. Điểm nợ này. Tao thích ăn gan nợn lắm. Kệ mẹ mày đây. Cày. Cày đã làm gì được không? Cứ gì lên thôi nhá. Xóa mẹ ăn video anh lên. Đéo xóa. Đúng. Hoa hoa. Hả? Mày cầm quay cái nào, mỏi tay quá. Mày cầm đi. Nó ăn kìa Nguyên kìa. Mày có cầm không? Tôi cầm cho. Đấy. Bạn tao mà không cầm á. Bạn nào tí đánh tao mày cháy mất thì chúng Nguyên toàn vậy. Cái san này cả kiện nó. Lần thế. Ôi đinh nó cả, ôi đinh này. Ôi đinh này đi đấy, cẩn thận. Ôi cẩn thận nhá. Khiếp thật, tầm ván toàn đinh thôi. Ừ. Cái này mà dẫm chân vào phát thì đúng chết. Chết chết. Ôi trời ơi. Tuyệt nhai, tuyệt nhai. Nhà mày. Cay à? Mà cay à? Mấy thằng này. Mấy thằng nào? Dê. Coi mày coi. Ngoài chú Điệp. Chú Điệp. Ôi. Tao không chiêu mày. Tao mày xóa video anh lên. Tao chiêu lợn. Tao ai là lợn? Tao chiêu lợn, ok. Bố mày là người. Bố mày là người. Bố mày là người chứ tại sao mày gọi tao là chó? Bố mày cũng là người ấy. Thích gọi được. Hả? Thích gọi được. Tao không thích. Thích chê mày. Thằng Quyết mày không nói đâu nữa. Mày dọn cho tao thì. Không có dặn gì đâu. Mày cứ từ đấy thì cãi nhau, chửi nhau nữa. Mày xuống, xóa video cho anh. Mày giỏi lên đây. Thằng Nguyên mày xuống đi, ấy thì cứ đối trả thôi. Nại thằng Nguyên mày xuống đi, xuống để nó thịt lùa con à. Xóa video cho tao không đấy anh. Gì? Xóa video cho tao không đấy. Đeo dọn thì còn... Ê! Gì? Nhưng mà bỏ thang thôi mà. Thôi bỏ ra mà đánh anh thì sao? Mẹ, bố đi mượn thang. Anh chưa đâu. Gì? Chú Nguyên nhờ. Mẹ mày. Ai hắn không quên, hắn không quên, để nãy đi. Hắn cầm đi chắc.
Ôi em cầm vào rồi kìa. Đi đâu vậy ông ơi? Đi đâu vậy? Đi, đi mượn thang mà kinh nhỉ. Thế không đẹp để nào. Cố tình không có ai ta có đâu mà cho mày mượn đâu. Đấy. Em mày lên hết là gì giờ để đi mượn thang đây. Bố cái thằng ngốc ngơ. Kéo mày cho thằng ngốc ngơ. Ê! Thằng ngu ơi. Thằng ngu. Thằng ngu. Nhớ mày. Ê đây 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 đây. Ê, các bạn nhìn này, phải zoom 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 à, zoom kìa, kìa. Mày chờ đấy. Bố mày đợi, ok. Bây giờ đi xuống, đi vào phòng mình. Ừ, tao chào mẹ. Chào mẹ em về. Ừ. Mẹ, hóa để thang này xuống cửa dưới. Để có vãi thôi. Ủa, chỗ hòa để thang hơi hơi gì vậy? Chú Quyên thả nó khúc về. Hả? Thả nó khúc về. Thả được không? Được, không thả được. Kinh nghiệm nhiều không? Kinh nghiệm. Xuống nhanh giữ thang tao lên. Ok mày bình tĩnh, mẹ không ai giữ tao mày. Gọi Điệp quay lại giữ chưa? Điên à? Hello. Chúng mày hello có sợ chứ. Ủa xuống. Ủa xuống giữ tứ thang. Chúng mày. Chúng mày. Chúng mày. Chết rồi, chết rồi. Chú Viên đuổi ra kìa mọi người. Chú Viên kìa. Thôi mọi người, chào mọi người nhá. Chú Viên đuổi ra, mình đi về đây. Mình đi về đây mọi người đây. Mình đi về đây, chào mọi người nhá. Đi về đây.